Nếu bạn đang muốn tìm kiếm thông tin học bổng của các trường tại Mỹ, thì đừng bỏ qua thông tin mới nhất tại ba trường University of Kansas, University of Central Florida và Florida International University đang có chương trình học bổng hấp dẫn mới nhất 2015, đó là học bổng 30% học phí dành cho những sinh viên với điểm trung bình là 8.5 trở lên và 20% học bổng học phí cho các sinh viên có điểm trung bình từ 8 chấm trở lên và 10% học bổng học phí cho các bạn có điểm trung bình từ 7.5 trở lên và 5% học phí cho các bạn có điểm trung bình từ 7 chấm trở lên. Và chuyên ngành đào tạo của trường thì rất là đa dạng. Các bạn sinh viên có thể tìm thấy bất cứ ngành học nào, 345 ngành học mà mình mong muốn tại các trường đại học này, từ kinh tế, tài chính, quản trị, nhà hàng khách sạn, tin học, khoa học máy tính, kỹ sư cơ khí, xây dựng, toán, vật lý, sinh hóa, y dược, cho đến báo chí, nhiếp ảnh, nghệ thuật, thiết kế, quản lý giáo dục, thể dục thể thao, luật, tâm lý học và rất là nhiều ngành khác. Về cái ngày nhập học thì ngày nhập học của khóa tiếng Anh và khóa chính là giống nhau vào tháng 1, tháng 5 và tháng 8. Và trường Florida International University được gọi tắt là FIU nằm tại trung tâm Miami, một thành phố sôi động, sắc nét và được kết nối toàn cầu. Đại học quốc tế Florida FIU là một trong 10 trường đại học công lập lớn nhất cả nước, tại một trong những cộng đồng văn hóa đa dạng nhất tại Mỹ. Thì trường cung cấp cho bạn cái cơ hội đi trước thời đại mà các trường đại học khác không thể cung cấp. FIU với các cái tòa nhà hiện đại và các sân trường xinh đẹp luôn đón chào các bạn tới cộng đồng văn hóa đa dạng và thân thiện. Các mối liên hệ công nghiệp cùng với cơ hội thực tập sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp trong thị trường toàn cầu. Và trường FIU giúp cho sinh viên làm quen với những khắc nghiệt của môi trường làm việc ở thế kỷ 21 và nuôi dưỡng những cái phẩm chất mà sinh viên cần có để trở thành những công dân toàn cầu có ích và thành công. Thì xin mời các bạn tham gia với trường đại học FIU để nhận được nền giáo dục xuất sắc tại một thành phố kinh doanh với mức chi phí thật là hợp lý. Và thứ hai là trường University of Central Florida, được gọi tắt là UCF. Thì trường đại học University of Central Florida là trường đại học công lập với uy tín, được thành lập từ năm 1963. Trường nằm tại Orlando, một thành phố yên bình, xinh đẹp, ven bờ biển Đại Tây Dương, với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, gần 5.000 nhà hàng, 12 trung tâm mua sắm tầm cỡ quốc tế. Thời tiết quanh năm thì mát mẻ với nhiệt độ trung bình là 22 độ C, với công viên Disneyland lớn nhất thế giới, thì đây quả là nơi lý tưởng cho các bạn học ngành quản lý du lịch khách sạn. Với diện tích là 1.415 mẫu, thì UCF có tiện nghi hiện đại, hầu như mọi chỗ đều có wifi. Thì trường có 600 mẫu diện tích là ao hồ, rừng và rừng gỗ để nghiên cứu. Thì trường đại học UCF là đại học lớn thứ hai tại Hoa Kỳ về số lượng sinh viên đăng ký học. Thì đội ngũ giáo sư là các chuyên gia hàng đầu của các lĩnh vực khoa học. Nhiều giáo sư và nghiên cứu viên cao cấp của trường đã nhận được các giải thưởng khoa học có uy tín của Mỹ và quốc tế. Và trường UCF nằm trong top 4% các trường đại học Hoa Kỳ, xếp hạng 173 trên tổng số 4.500 trường đại học cao đẳng ở Mỹ, xếp hạng 97 trong số các trường đại học công lập ở Mỹ, đồng thời xếp hạng 58 chuyên ngành máy tính, xếp hạng 100 chuyên ngành về kỹ sư và 133 chuyên ngành về kinh tế, là đối tác chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn như là Microsoft, NASA. Và thứ ba là trường đại học University of Kansas. Thì trường Kansas được thành lập từ năm 1865, trường nằm ở thành phố Florence, bang Kansas, một thành phố yên bình và xinh đẹp. Từ Florence, bạn chỉ mất 45 phút lái xe để đến trung tâm thành phố Kansas City và 60 phút để đến sân bay quốc tế Kansas City. Và University of Kansas là trường đại học công lập lớn nhất tiểu bang Kansas với hơn 27.000 sinh viên đăng ký theo học. Thì trường được xếp hạng 106 trên tổng 4.500 trường đại học cao đẳng ở Mỹ, top 50 trong hệ thống các trường đại học công lập hàng đầu ở Mỹ, top 10 ngành dầu khí và xếp hạng 73 chuyên ngành về máy tính và hạng 51 chuyên ngành về kinh tế. Trường còn là một trong số 9 trường công lập có chương trình du học xuất sắc nhất. Theo tờ US News and World Report năm 2014, thì University of Kansas là một trong số 34 trường đại học công lập hàng đầu của tổ chức AAU danh tiếng ở Mỹ từ năm 1909. Thì khi các bạn cần hỗ trợ các thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học các trường tại các nước như là Mỹ, Úc, Canada, Singapore, hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn đã đến với chương trình Hành Trang Du Học của công ty Tân Đại Dương. Và trong các chương trình trước thì chúng ta đã lắng nghe những cái chia sẻ của những sinh viên học
học sinh vừa mới đậu visa Mỹ như thế nào. Và trong chương trình hôm nay có một sự khác biệt, đó là sinh viên này đã học tập tại Mỹ. Thì học sinh này sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm thực tế của đời sống sinh viên học tập tại Mỹ là như thế nào. Đó là bạn Mỹ Trân. Thì Mỹ Trân sẽ giúp cho chúng ta có những cái lời khuyên để chuẩn bị một cái hành trang tốt hơn trên con đường du học Mỹ. Chào Mỹ Trân. Dạ, chào chị. Thì Mỹ Trân có thể giới thiệu cho các bạn đôi nét về bản thân của mình. Xin chào các bạn. Mình tên là Mỹ Trân. Mình hiện tại là sinh viên năm thứ 3 ở trường Cal Poly Pomona ở tiểu bang California, Mỹ. Mình hiện nay 27 tuổi và mình đang học về ngành quản trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn. Thì Mỹ Trân đang là sinh viên năm 3 của trường đại học. Thì Mỹ Trân có cái nhận xét gì đối với đời sống của một du học sinh tại Mỹ? Theo như em nhận thấy thì một du học sinh tại Mỹ thì họ sẽ có những khó khăn và có những thuận lợi. Thuận lợi là họ có thể hòa nhập vào một môi trường mới, thì đó là một cách để cho họ học và phát triển nhanh hơn, tốt hơn. Cái khó khăn là xa gia đình và ngôn ngữ rất là quan trọng. Nhưng mà trong quá trình học thì nhà trường luôn có sự hỗ trợ, đồng thời với những cái bạn học chung thì sẽ giúp cho các bạn đó phát triển tốt hơn. Cho nên các bạn cũng đừng quá lo lắng. Thì được biết thì Mỹ Trân học chung với bạn là Đinh Hoàng Vi, là du học sinh làm hồ sơ tại công ty Tân Đại Dương và cũng là em gái của CEO Tân Đại Dương, đó là anh Nguyễn Bảo Anh. Thì Mỹ Trân, Vi và cũng như các bạn du học sinh khác thì cảm thấy là những cái khó khăn cũng như những cái trở ngại đối với một du học sinh thì như thế nào? Thì như em đã trình bày thì khó khăn là không thể nào tránh khỏi, nhưng là do nỗ lực của các bạn phải có ý chí. Vì mục đích của mình qua bên đó là mình đi học, thì các bạn cũng nên đầu tư vào việc học của mình. Và cùng sự khuyên nhủ của gia đình và nhờ công ty Đại Dương giúp đỡ thì em nghĩ là sẽ không có vấn đề gì trắc trở khi mà qua bên đó học. Thì bây giờ thì Mỹ Trân có thể là chia sẻ thêm cho các bạn nữa một cái giống như là cho các bạn một cái lời khuyên để các bạn chuẩn bị hành trang đi du học Mỹ tốt hơn. Một lời khuyên nho nhỏ là anh Văn thì mình nên học ở đây, học càng nhiều càng tốt. Khi qua đó thì mình sẽ có thể giao tiếp những bước căn bản nhất, rồi bắt đầu trong trường học người ta sẽ giúp đỡ mình hơn để phù hợp với cái văn hóa và cái cách nói chuyện của người Mỹ chính gốc như thế nào. Còn về cuộc sống thì có thể một số bạn sẽ ở nhà với gia đình người thân, hoặc ở nhà host, hoặc là ở phòng chung với các bạn khác. Thì những cái vấn đề đó thì sẽ cùng hỗ trợ nhau, thì em nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Thì nghe sự chia sẻ của bạn Mỹ Trân thì chúng ta đã có một phần nào có kinh nghiệm để chuẩn bị hành trang cho mình. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn bạn Mỹ Trân đã tham gia với Tân Đại Dương trong chương trình hôm nay. Cảm ơn chị, cảm ơn các bạn.